cho các bạn. Mình quay nhiều clip quá mà clip nào mình cũng bị giới hạn độ tuổi hết, mình rất là buồn, nên mình sẽ hôm nay mình sẽ không quay cái gì nữa hết. Này, mình sẽ làm clip đó là giới thiệu những cái quần mình đang mặc bên trong của mình. Đây là những chiếc quần hàng ngày của mình nè. Đây, mình sẽ giới thiệu một số loại quần trong. Đây là những chiếc quần trong của mình. Mình rất thích mặc luôn á. Các bạn có thể mặc ngủ nè. Nó rất là đa dạng màu sắc luôn. Mình thì thích những cái màu gọi là màu, đó là cực kỳ nổi, là hot. Đây là chiếc quần màu hồng nu. Khi các bạn mặc lên á, nó sẽ tạo các bạn cái mông của các bạn nó tròn nè, nó đẹp nè. Thay thế được cả quần đùi luôn, mặc ở nhà, mặc bên trong. Của những chiếc váy như thế này nè, bình thường thích mặc những cái loại quần như thế này nè, rất là thích luôn. Ta nói cái độ co giãn của nó rất là tốt luôn á, thích lắm, mà rất là mềm mịn và thông thoáng, tại vì nó làm bằng chất liệu thun cô tông mà. Đây là chiếc quần màu hồng, mình để sang một bên nha. Đây là chiếc quần màu xanh. Đây là chiếc quần màu đỏ. Mình rất là thích màu đỏ luôn á, nhìn nó rất là sexy. Đây là chiếc quần màu da. Cái loại quần thứ hai của mình nữa, mình cũng rất thích mặc, đó là quần siêu nhí. Siêu nhí nè. Và đặc biệt là ở trên những cái quần á, có những chiếc nơ như vậy nè. Nhìn nó rất là cute luôn á. Nó rất là dễ thương á. Cái lớp ren của nó rất là đẹp, các bạn nhìn nè. Rất là thoáng nè. Có độ co giãn nha, mặc rất là thoải mái luôn. Đó, đây là màu xanh, nhìn rất là ngọt ngào đúng không? Các bạn có thấy thế không? Có ngọt ngào giống mình không? Cũng là nó nha. Những chiếc quần như vậy á, mình rất là thích. Mà mình luôn luôn lựa những chiếc, những cái màu đi cùng nó, lúc nào cũng có cái màu đỏ hết trơn á. Thì mình rất là thích màu đỏ. Các bạn nhìn nè, cái nơ của nó nè, thấy chưa, phía sau nè, phía trước nè, cái mặt lưới này nè, nó rất là thông thoáng luôn á, khi mà mặc vào rất là dễ chịu. Đó, đây là những chiếc quần mà mình hay mặc bên trong nè. Đây là cái kiểu quần thứ hai của mình ha. Còn cái kiểu quần thứ ba, nó là kiểu quần ren, nhưng mà thuộc dạng ren nhưng mà đơn giản nha. Mình cũng mua hai cái như vậy, giống như vậy. Mình rất thích mặc ren luôn á. Đó, mặc lưới khô thoáng. Đó, đây nữa, đây là cái màu vàng nè, thấy không? Thấy không các bạn? Rất là thích luôn á. Size mông của mình cũng khá là to nha, 92. Chiếc quần bên trong của mình á, mình rất thích màu nổi nè, nhưng mà đặc biệt là phải thoáng nè, ren và màu sắc có chút gì đó gọi là điệu điệu một tí xíu nữa, gọi như là bánh bèo á. Còn cái loại quần thứ ba cũng là quần đùi, nhưng mà là đùi ren nha các bạn, rất là dễ thương luôn. Đúng, các bạn thấy chưa, bên trong cái đùi ren này nha, có hai lớp lận nha, lớp bên trong là lớp quần nhỏ nè.
phần nhỏ của nó nè, còn cái lớp bên ngoài á là một cái lớp ren nha. Nè cái lớp ren này các bạn nhìn nè, khi mà mặc lên á nó rất là ôm sát vào cái đùi nè, nó nói chung là nó đẹp lắm, rất là bánh bèo luôn. Mà mỗi loại như vậy mình lúc nào mình cũng chọn từ 1 đến 2 cái, nhưng mà lúc nào cái màu mình thích cũng là cái màu đỏ hết. Mình không biết sao nhưng mà cái màu đỏ rất là nhìn rất là sexy luôn á, nhìn nó rất là hot trend luôn á. Thích lắm luôn á. Cái quần này mình thấy nó rất là đa năng nha, mặc ngủ cũng được nè. Mặc váy, những cái loại váy mà ngắn như thế này nè các bạn, váy ngắn như thế này nè, ngắn như thế này nè, thì mình thường thường là mình dùng quần như thế này bên trong đó. Mình mà lỡ mà có ngồi hớ hên á thì vẫn kiếm, không có bị hở, không có bị gọi là dạng là lộ nha. Mình cũng chọn hai màu, đó là màu xanh cổ vịt và màu đỏ, cái màu mình rất là yêu thích. Rồi mình chuyển sang một cái dạng quần nữa đó, chính là cái quần trơn nha. Rất thích màu trắng luôn, dạng trơn như vậy nè bạn, như là cô tông. Lúc nào mình cũng chuộng những chất liệu thoáng mát để cho cô bé mình được thông thoáng và dễ chịu. Lúc nào mình cũng chọn ưu tiên hàng đầu đó là hàng cô tông. Nó đơn giản nhưng mà khi các bạn mặc vô nó rất cực kỳ là ôm mông nha. Nó nâng, dạng như là nó nâng cái mông mình lên đó. Nó giúp cho cái mông mình nó tròn hơn, to hơn. Nhìn nó rất là sexy. Màu trắng nhìn rất là sexy đi luôn á. Thêm một chiếc quần đỏ nè các bạn. Công nhận là mình là tín đồ của cái quần xì màu đỏ luôn á. Nhìn rất là thích nha. Hôm nay mình chỉ giới thiệu quần xì thôi nha. Lần sau mình sẽ giới thiệu những chiếc áo ngực nhỏ. Ngực size của mình, size mình là dạng ngực của mình là cũng là size đại nha, size to, không có size nhỏ đâu. Ngực của mình ngực của mình theo mình đo hôm bữa là 95, mông là 92. Cũng khá là to lắm luôn á. Nên mình thích hợp chọn những cái quần có độ co giãn vừa phải như vậy, vẫn ôm mông đó, vẫn thoáng mát, vẫn dễ chịu. Thứ hai là quần trơn luôn, rất là nhỏ. Đây là áo ngực của mình. Chung là size ngực của mình rất là to nên mình sẽ chọn những cái màu ren áo ngực như thế này nè. Rất là những cái màu như thế này luôn. Đa phần áo ngực của mình thì mình chọn một á là ren, còn hai á nữa là quả ôm vừa phải vào ngực và có chất liệu là trơn như thế này nè. Còn thứ hai là cái áo mặc thể dục của mình. Mình rất thích mặc những cái đồ như thế này, ôm mà người ấy, nó tạo một cái gì gọi là cái ngực nó to tròn hơn. Đây là cái bra của mình. Mình rất thích mặc cái áo này mình ngủ nha. Size nó là size
160 84 a, nói chung là cũng khá là bự đó. Không phải là nhỏ đâu nha. Chất liệu áo ngực của mình mình chọn khá là đơn giản, mình rất thích mặc ren nên đa phần quần áo bên trong của mình á thì đa phần là áo ngực và quần nhỏ hay toàn là ren không thôi. Thì như thế này bánh tem và đẹp. Còn đây là cái áo mà mình hay đi tập thể dục nè, mình mang vào nhưng mà cảm giác như là nó giữ ngực cho mình, nó nâng lên đó. Rất là thích mấy cái áo như thế này, nhưng mà nay mình mặc cũng rồi có bộ mặt không có vừa luôn. Điểm lại một số cái áo mình thích mặc, áo trong phòng tập, áo trong phòng tập của mình. Đây là áo đơn giản mà các loại áo sơ mi như thế này. Thứ ba là áo dạng ren, rất là nhiều màu xì luôn, trơn ren, ren mặt trước mặt sau, màu trắng miếng rũ, đùi ren, hai màu luôn. Rất là nhiều luôn á. Tính đồ. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.